option PC video. Rồi, có lẽ chỉ thay đổi những cái bên ngoài thôi, còn không động vào cái auto config nhá. À mình thì động vào thì có vấn đề, các bạn nếu các bạn có màn hình to thì các bạn sẽ không vấn đề gì đâu. Apply setting này. Đây có cái gì nhỉ? À, wireless controller. Đây, các nút sử dụng trong game này các bạn. Có hai player, nút to 1. Như vậy thì à, đúng rồi, chúng ta có thể chơi hai người trong trò này nha các bạn. Một người sẽ sử dụng nửa bàn phím bên trái và một người sẽ sử dụng nửa bàn phím bên phải. Còn trong cái quá trình chơi chơi cái gì nhỉ? Cái campaign ấy thì mình nghĩ là sẽ sử dụng cái bàn phím nửa bàn phím bên trái các bạn ạ. Đây này nhá, các bạn nhớ nhá. WASD ZEKLOUP. Chấm. Thế nào? Đó. Sau đó thì gameplay gì? Round time là cái thời gian cho một hiệp đấu à. Round to win, các bạn có thể chỉnh lên này. Đấu một trận thắng luôn, hai trận mới thắng này. Năm trận mới thắng, căng vậy. Hai trận mới cứ để mặc định nhá. Round time mình để off luôn. Đánh nhau tới chết thì thôi. Story difficult đây này, cái chế độ mà story ấy, các bạn có thể điều chỉnh độ khó của nó à. Easy, very hard, very easy. Nếu các bạn chỉnh lên thành very hard ấy, mình tin là đánh rất là khó. Nhưng ai mà player phải nói thực sự giỏi mới có thể chỉnh lên chế độ khó cao như thế này. Mình sẽ để very easy. Sub tip thì bật lên. Nó theo break 3 để bật lên. Power delay. Power delay. Rồi, rồi đó nhá. Yes. Bây giờ thì tới đây. Nếu mà các bạn chơi một mình thì các bạn có thể chọn one player. Còn chơi hai người thì có thể chọn two player. Hai người cùng chơi một máy nhé. Online chắc không được rồi. One player thì open store. Mình sẽ ấn team P để open store nhé. Store. Đây là store, đây là cửa hàng mà đâu phải là story đâu. Đây, đây là story này. Single file, test nhau lắp, training này. Có khá nhiều cái chúng ta lựa chọn này. Chủ yếu là cái phần training này, các bạn có thể vào đây tập combo các thứ này. Single file, đấu đơn này. Sao mình sẽ vào phần story nhá. New game. Millions of years ago, Shinnok, one of the elder gods. Skip. Kinh vậy. Sao nhìn quen nhỉ? Cái này mình thấy giống cái Mortal Kombat XL hay sao ấy? Đúng rồi, mình thấy quen mà nè. Enter. Cái gì ấy? Nhiều nhân vật xuất hiện cùng trên một cái máy bay vậy. Rồi. Vãi lúa. Cái phần này mình thấy quen thế nào các bạn ạ? Hình như bên mô tầng có mắt XL mình thấy rồi. Ui. May hả bởi. Còn gì nữa? Ôi, nhảy ra luôn máy bay á. Căng vậy. Ui giời. Wow. Kiểu rơi từ máy bay ra không vấn đề gì cả. Châu đất à.
end is near. Getting a little ahead of yourself, aren't you? À, đánh luôn à? Ai vậy? mình đang bị lộn xộn lút các bạn ạ. À, ơi, ai. Ơ sao nó đầy máu liên tục vậy? Ơ, nó hồi máu liên tục các bạn ơi. Ai u. Sợ em ai à? Mày hả bởi. Mày. Ơ, mình thắng kìa. Hay vậy. Nó lại sống lại rồi. Cái gì vậy? Bựa kích hử. Đá ghê vậy. Ai à. Ai ơi, nó rút kiếm. Mày gãy tay, gãy chân. Ui dồi ôi. Ôi, nó rút kiếm. Được chưa ạ? Sợ dạ em. Sợ dạ. Gotta get back to the chopper. Sonya, get out of there! Ây à, lại ai nữa đây? Sao bé? Mày hả bởi? Đấy nào? That was unpleasantly cold. Lạnh ấy. Mày hả bởi? Láo với anh kìa. Ai u. Ai u. Này đánh có vẻ bài bản hơn thanh niên kia nhiều các bạn ạ. Mày hả bởi? Láo với anh. Ai u. Ơ, mình đánh là mình đóng băng à? Đánh vào cái tường bị đóng băng các bạn ạ. Sợ chưa em? Mày này. Win dễ lắm các bạn ạ. À. Tại mình chỉnh chế độ đó là very easy. Mày đánh nhau. Ui dồi, mạnh vậy. Ây, nó đánh phát nào ra phát đấy các bạn. May hả bữa ấy, quý thôi. Liked it better when we fought on the same side. Anh nhá. Thôi, cho bạn gái. You okay? We fared better than the men. Add him to the list of things Shinnok will answer for. Làm gì đây? Uầy. Thằng này cái đám này đám nào đấy? Storm Spirit và Huska chăng? Ui cái gì vậy? Kiểu. Cắn mất tay. Đông vậy?
Thế này thì sao chơi? Eo. Thiết kế mấy nhân vật này như lấy ý tưởng từ mấy anh tàu vậy. Kinh, ui dồi ôi. Ô. Submarine. Raiden, we must refortify the portal's defenses below. Raiden. No, Fujin. It is too late. Yeah, nhân vật nào tới đây? Thủ lĩnh của đám này. The mighty gods of Earthrealm. You be foul of these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone. Surely you are pleased to see your friends. Oh, một đám nữa. Đúng vậy, hang này sao đánh lại? You abandoned them to their deaths. I returned them to life. A life worse than death. One you will soon. À, đứa này đã từng bị đánh bại nhưng bây giờ thằng này nó hồi sinh đám này. Làm tay sai của nó. Ôi xong rồi, vĩnh biệt hai đồng chí. Ôi, ngồi ai đây? Đây là mấy cái đồng phục của mấy anh sư chọc thiếu lâm tự à? Jax. Sao rồi? Quân bọn kia tới. Nightwolf. Kì, trông khỏe vậy. Cái này sao đánh lại nhỉ? Nó đông thế này. Ui. Smoke. Smoke is dead. Enra. Ui. Ui ôi, sao đánh phụ nữ như vậy? Thế là không được. This is your last mission, son. Mày động vào bạn gái anh à? Được rồi. Đấy là chúng ta thể hiện đấy các bạn. Jax wouldn't punch his best friend. Johnny Cage, killing you will be a pleasure. Xe. Mày động vào bạn gái anh á, hả? Đừng có láo. Ui, nhẹ thôi. Ấy à. Mày. Ui. Lớn bắt đầu nhịn lực ấy nhỉ? Đám quái à. Mày hả mày? Mày hả mới Win dễ bái trưởng. Tay sắt à? Ê, không chơi bài cũ rồi. Ôi. Sợ nhá. Ui dồi ôi, gãy xương. Đi sống đi đéo nó được. The fuck. Ai ôi. Vẫn đứng lên được. Mày hả bởi. Nguyên nội. Được rồi. Đó là một phần cái story trong cái Mortal Kombat X. Thế nào? Các bạn có thể download về và chơi game một cách thoải mái bây giờ thôi. Đúng rồi, mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game Mortal Kombat X. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Bye bye.
gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Đây là những game mà mình đã cập nhật gần đây. Sắp tới mình sẽ cập nhật thêm nhiều nữa game cho các bạn để các bạn có thể chiến được trong cái mùa hè này, chưa nào? Rồi, tạm biệt các bạn.